Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa nắng nóng năm nay tại một số nơi ở Nam Bộ có diễn biến bất thường. Độ dài của đợt nắng nóng gần như dài nhất từ tháng 2 đến nay và còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Điển hình như Biên Hòa ở Đồng Nai đạt nhiệt độ kỷ lục là 40 độ. Với những phận đời mua gánh bán bưng hay lênh đênh trên sông nước, cái nắng bỏng rát da người không làm chùn bước đường mưu sinh. Trong khó khăn, họ vẫn có cách để vượt qua nghịch cảnh. Trong khi nhiều người lo lắng phải chi trả tiền điện cao vào những ngày tháng nóng như thế này, thì nhiều thương hộ sống ở kênh Tẻ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh lại cảm thấy bớt đi một phần gánh nặng về chi phí tiền điện. Những gia đình ở đây tận dụng ánh nắng gay gắt vào buổi trưa để phơi trái cây, hay dựa ánh nắng sạc đầy điện cho bình ắc quy năng lượng mặt trời. Nắng thì mình chỉ để tối bắt có ba cái năng lượng mình quạt cho nó đỡ nhiệt thôi, mình ngủ là được thôi. Ban ngày nắng thì chịu thôi chứ còn. Giờ chừng nào trời mát rồi mới thấy là thoải mái chứ còn mà giấc trưa này thì phải chịu. Lên bờ rồi ngồi ha, hoặc là ngồi ở dưới ghe bắt máy quạt đỡ cho nó đỡ vậy thôi. Con cũng có thay quạt, chú xài cái năng lượng cứ nạp vô điện rồi chứ cứ xài quạt. Nắng cỡ nào cũng có điện hết đó. Chỉ còn mặt trời nó hé lên rồi có điện rồi, nắng là điện nó đầy đủ hơn. Ông Phạm Phú Quý cũng như nhiều gia đình khác sinh sống kênh Tẻ này đều mưu sinh bằng việc mua bán trái cây. Với thời tiết khắc nghiệt như bây giờ, người dân đành học cách thích nghi với nắng nóng. Nóng lắm, coi con coi vậy chứ nó có mát đâu. Nắng lắm, tại vì cái mái che cô chú thấp á, nắng nó dội vô. Trời ơi, khó chịu mấy bữa nay muốn chết luôn. Đủ được thở oxy không? Bán hết ngày nào hết ngày nấy đâu có làm được. Nếu mà không, tối ế có dư chừng nửa ký, 1 ký cho hoặc dục luôn chứ đâu có bán được. Qua đêm đâu bán được. Nhiệt độ ghi nhận tầm 38 đến 39 độ, nhưng mức nhiệt mà những người lênh đênh trên sông nước, gồng mình mưu sinh đang phải chịu có lẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng với họ, đồng tiền kiếm được dẫu phải đổ nhiều mồ hôi và vất vả thì càng xứng đáng hơn bội phần.